Nhụy hoa nghệ Tây còn được gọi là saffron. Cây nghệ Tây thường được trồng ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới, nhưng lại có một số nơi nổi tiếng về chất lượng saffron. Saffron được trồng tốt nhất ở các vùng khí hậu và điều kiện đất đai phù hợp. Dưới đây là một số quốc gia nổi tiếng với sản phẩm sản xuất chất lượng nghệ Tây. 1. Iran. Iran là nguồn cung cấp saffron hàng đầu trên thế giới và nổi tiếng với saffron có hương vị và màu sắc tốt nhất. Saffron từ Iran thường được coi là loại cao cấp. 2. Tây Ban Nha. Tây Ban Nha cũng sản xuất saffron chất lượng cao và được biết đến với tên gọi Ayafan. Saffron từ Tây Ban Nha thường có mùi thơm đặc trưng và màu đỏ tươi sáng. 3. Ấn Độ. Ấn Độ cũng là một trung tâm sản xuất saffron lớn. Saffron từ Ấn Độ thường được sử dụng trong nhiều hệ thống phân phối thực phẩm và đồ dùng. 4. Hy Lạp. Saffron Hy Lạp có màu và hương vị tốt, và nó thường được ưa chuộng trong nấu ăn và làm đồ uống. Tuy nhiên, chất lượng của nghệ Tây còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như cách thu hoạch, xử lý và bảo quản. Để lựa chọn nghệ Tây chất lượng tốt, bạn nên tìm nhà cung cấp đáng tin cậy và kiểm tra thông tin về nguồn gốc của sản phẩm.